Chương trình tiếp tục với những tin tức đáng chú ý khác. Sau một thời gian theo dõi nắm tình hình, Công an tỉnh Quảng Bình phối hợp với Cục Hải quan tỉnh đã triệt phá thành công chuyên án tàng trữ mua bán trái phép chất ma túy lớn nhất tại Quảng Bình từ trước đến nay. Vào khoảng 11 giờ ngày 27 tháng 7, tại phòng 302 nhà nghỉ Minh Đức ở xã Thanh Thủy, huyện Lệ Thủy, lực lượng liên ngành đã bắt quả tang hai đối tượng Trần Bảo Toàn và Trần Công Tiến đều ở thị trấn Kiến Giang đang tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ được tại hiện trường gồm hơn 76 gam heroin, 3,425 gam ma túy tổng hợp, 2,618 gam cần sa khô, một bộ dụng cụ để sử dụng ma túy đá và một số tài liệu khác liên quan đến vụ án. Khám xét nhà ở của Toàn và Tiến, công an thu giữ được một số linh kiện xe máy, một kíp nổ, một dao và một bộ sử dụng ma túy đá. Được biết hai đối tượng này đều nghiện ma túy, riêng Toàn có một tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, vừa ra trại được 2 năm, Toàn tiếp tục gây án và rủ rê nhiều thanh niên trên địa bàn tổ chức hoạt động tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.